hơn cái tiếng thằng kia nói. Thằng kia nói chẳng thế nào. Nhân danh Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con và Thiên Chúa Thánh Thần. Amen. Lạy Thiên Chúa tình yêu toàn năng, là Cha yêu thương chúng con vô bờ. Xin Cha thương xót tha thứ tội lỗi cho chúng con. Chúng con cảm tạ Cha đã tha thứ nhiều tội lỗi cho chúng con. Chúng con xin dâng buổi chia sẻ lời Chúa. Xin Chúa thánh hóa và chúc lành cho chúng con. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô, tạ ơn Chúa. Hân hoan chào mừng toàn thể anh chị em trên thế giới quay trở lại với lòng sùng kính máu châu báu cực thánh Đức Chúa Giêsu Kitô. Kính thưa anh chị em, hôm nay là ngày 10 tháng 5 năm 2023, vâng lệnh Thiên Chúa. Chúng con xin chia sẻ với toàn thể anh chị em trên thế giới bài viết Hiến dâng thế giới cho trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ. Ngày 16 tháng 4 năm 2023, Đức Chúa Giêsu truyền cho Phêrô 2 công bố ngày toàn thể thế giới tận hiến cho tình yêu của hai thánh tâm Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria. Đó là ngày mở đầu cho kỷ nguyên tình yêu ngự trị trong nhân loại. Đức Mẹ truyền cho Phêrô 2 in ảnh hai thánh tâm Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria và ảnh phép lạ hào quang Chúa để kính tặng mọi người. Xin mọi người hãy tận hiến cho tình yêu của hai thánh tâm. Hãy có ảnh hai thánh tâm trên bàn thờ và hàng ngày hãy đọc kinh dâng mình cho thánh tâm Đức Chúa Giêsu và kinh dâng mình đền tạ liên tiếp trái tim vẹn sạch Đức Mẹ Maria để được Thiên Chúa cứu rỗi linh hồn. Ai có muốn có ảnh là quà của mẹ thì xin gọi Phêrô 2 số điện thoại 0974 095 104 sẽ được kính tặng theo yêu cầu. Năm 1917, khi hiện ra ở Fatima, Đức Mẹ đã ban cho Hội Thánh việc làm sùng kính là hãy hiến dâng toàn thể nhân loại cho trái tim vô nhiễm nguyên Đức Mẹ Maria. Nhưng không có một vị giáo hoàng nào vâng lời. Hơn 70 năm sau, vẫn không có vị giáo hoàng nào vâng lời Đức Mẹ. Nên ngày 13 tháng 10 năm 1998, Đức Chúa Giêsu đã phán dạy lời mời gọi của Cha cấp bách, cấp bách, cấp bách, hỡi các con của Cha, cấp bách. Hãy làm việc này, hãy làm, vì nếu các con không làm, thế giới sẽ đau khổ với tất cả những gì Cha đã nói với các con. Hãy nhìn xem Đức Mẹ và Cha than khóc khi các con không muốn vâng lời, không nhận thức, hỡi các con của Cha. Nếu không làm những việc này, các con sẽ bị án phạt. Đó là lời mời gọi của Đức Mẹ ở Fatima. Mẹ đã nói, hãy vâng lời hay thế giới sẽ đau khổ và sự dữ sẽ lan truyền khắp nơi trên thế giới, trên toàn thế giới. Và bởi vì không ai chú ý, các con thân mến, các con sẽ thấy thế giới như thế nào. Thế giới đang ở điểm chết trong tội lỗi. Không ăn năn, thế giới đã lãng quên Thiên Chúa của họ. Vì lý do đó, các con thân mến, Cha đến để làm lời mời gọi cuối cùng này. Hãy hiểu rằng đây là lần cuối. Hãy hiến dâng thế giới cho trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ. Và sau đây là hai kinh mà chúng ta đọc hàng ngày. Kinh dâng mình cho thánh tâm Đức Chúa Giêsu. Lạy ơn trái tim cực trọng Đức Chúa Giêsu đã thương chúng con vô cùng, ai kể cho xiết được những ơn trái tim cực thánh đã ban cho chúng con. Từ khi Đức Chúa Giêsu mới sinh ra thì trái tim người đã nghĩ đến chúng con là kẻ hèn mọn
mọi việc Người làm. Người đã làm vì chúng con, Người đã chịu đau đớn, đã chịu nạn, đã chịu chết. Trái tim Người đã chịu cực khổ vì chúng con. Chúng con mê muội bấy lâu nay, chưa suy ân Đức Chúa Trời nên. Xin Đức Chúa Trời tha tội, tha vạ cho kẻ có tội. Chúng con là kẻ khốn khó, chẳng biết làm thế nào mà đội ơn cho xứng đáng. Lạy ơn trên trời soi sáng, thì chúng con mới biết Đức Chúa Giêsu muốn cho người ta kính mến trái tim Người cách riêng. Thật là chúng con thiếu thốn mọi đàng, trong mình những thấy tội lỗi, chẳng có sự gì lành đáng dâng cho trái tim cực thánh. Chúng con xấu hổ lắm, xếp mình xuống dưới chân đấng nhân lành vô cùng. Chúng con hợp ý một ý cùng bề trên mà dâng mình cho trái tim cực trọng Đức Chúa Giêsu. Chúng con dâng linh hồn, xin trái tim gìn giữ cho sạch mọi tội. Chúng con dâng xác, xin trái tim ban ơn cho được làm tôi Đức Chúa Trời. Mọi sự bề trong bề ngoài, mọi việc chúng con làm, sự sống, sự chết, tài trí của cải, hết mọi sự chúng con dâng cho trái tim thay thảy. Dù khi chúng con được sự gì lành, dù khi phải sự gì khốn khó, thì chi xin chị bằng lòng cho sáng danh trái tim Đức Chúa Giêsu. Chúng con cũng dâng cả anh em họ hàng, xin trái tim gìn giữ cùng ban mọi ơn lành. Lạy trái tim cực thánh, hãy cai trị trong lòng chúng con. Xin che chở chúng con cho khỏi trước ma quỷ. Xin ban lòng tin cậy kính mến cho chúng con được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Xin phá những sự giữ hay vây bọc tứ bề. Xin cứu lấy chúng con trong giờ sau hết. Xin ban mọi ơn lành cho các đứng giám mục, cho các giám mục chăn giữ con chiên Đức Chúa Giêsu. Xin phù hộ cho các linh mục được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cùng xin giúp các đấng các bậc dạy dỗ chúng con cho nên. Lạy trái tim hay thương vô cùng, hãy chịu lấy trái tim hèn mọn chúng con. Hãy ban lòng kính mến một ngày một hơn ở đời này. Hãy đưa chúng con lên thiên đàng, hưởng trái tim Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng. Amen. Kinh dâng mình đền tạ liên tiếp trái tim biện sạch Đức Mẹ. Lạy trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ đồng trinh Maria. Ngày hôm nay con xin dâng mình con, dâng sự sống con, dâng các việc lành con làm, dâng hết mọi sự thuộc về con. Nhất là con xin bằng lòng chịu mọi sự khó Chúa định, có ý đền tạ trái tim vô nhiễm nguyên tội và đau đớn Mẹ, bù lại những tội lỗi con và tội lỗi mọi người xúc phạm đến trái tim Mẹ cùng trái tim Đức Chúa Giêsu con Mẹ, cũng là như chính trái tim Mẹ vậy. Con xin hợp cùng những kẻ dân mình đền tạ liên tiếp trái tim vô nhiễm nguyên tội Mẹ. Nguyện xin Mẹ cho chúng con được vào ẩn náu trong trái tim Mẹ và nhờ trái tim Mẹ mà đến cùng trái tim cực thánh Đức Chúa Giêsu con Mẹ. Lại xin Mẹ bầu cử cùng Chúa ban ơn tha thứ và ơn thương xót xuống cho mọi người trên thế gian, cùng làm cho mọi người nhận biết và kính mến trái tim Mẹ đời này, để ngày sau được hợp cùng trái tim Mẹ hát mừng tạ ơn Chúa ba ngôi trên nơi vĩnh phúc đời đời. Amen. Hơn 100 năm mà không có vị giáo hoàng nào vâng lời Đức Mẹ. Nay, Đức Mẹ dùng mời sần mới của Đức Mẹ, cũng là Phêrô II của Đức Chúa Giêsu, công bố và thi hành mệnh lệnh của Thiên Chúa về việc dâng hiến thế giới cho tình yêu của hai trái tim. Đây cũng là hội thánh chân chính, hội thánh đau khổ của Thiên Chúa. Ai không thông công cùng hội thánh Chúa thì sẽ không được rỗi linh hồn. Chúng con xếp mình tạ ơn Chúa. Hết.